Bây giờ thì tới phiên mình quay xe lại nha mọi người. Đường đóng băng trơn ơi là trơn luôn, thấy chưa? Đâu có chạy lên trên được đâu. Mà ông thầy ông còn kêu là ông mua cái bánh xe hay là mua dây xích gì gắn vô bánh xe để chạy lên. Ghê thiệt. Đẹp quá. Mọi người nhìn thấy như chuyện cổ tích không nhỉ? Như chuyện cổ tích không nhỉ? Này mình phải thuê xe bự đi rồi. Đẹp quá. You want to stop or finish? No, finish, finish. So cold, so cold. So cold, huh? Okay, next time. Hey, I put my seatbelt. You take seatbelt? Of course. No, today we're very lucky, Hannah. Because you see, we're going very up. Yeah. Mọi người ơi, mọi người. Mình, cái mặt mình đã đỏ hết trơn luôn nè. Trời ơi, cái tay nè. Nó che đã chét luôn. Quá lạnh. Tại vì sao mình dọc tuyết đó mọi người. Thì không có cái kế hoạch đi lên trên núi tuyết đâu, nên là không có mang ủng, không có mang bao tay. Mặc áo thì mình nghĩ là cái áo này là nó vừa đủ ấm rồi, nhưng mà nó không ấm nha mọi người. Đi ra ngoài ngoài tuyết nó lạnh dữ lắm. Bây giờ lên xe rồi, đầu cổ ướt nhem luôn nè, thấy mọi người thấy không đó. Đó thì lúc sáng đâu có kế hoạch đi đâu, hứng lên cái là đi mua sắm thì thấy tuyết thì đi lên quay cho mọi người xem để coi cho mọi người biết là cái thời tiết ở ship như thế nào. Thì bây giờ là mình đang ở trên núi tuyết nha, bây giờ mình sẽ xuống dưới kia mình coi người ta bơi. Đó về đó, coi là cái thời tiết ở bên đảo ship nó như thế nào. So bây giờ so now we go down to the sea and we will see some people swimming. Yeah, yeah, yeah. Sure, sure. Okay. We have to go just quickly, you know. Đây, thầy muốn gửi đến cho mọi người một cái thông điệp là đừng nên đi vào chủ nhật. Ngày hôm nay là mình đi ngày thường rồi nha. Mình đi ngày thường á mà hả mọi người nhìn thấy không, cái đường như vậy nè, đường như này mà đi ngày chủ nhật khác là có nghĩa là rất ngày chủ nhật rất là đông người đi luôn. Đó là cái xe hơi nó sẽ nối một đường dài như thế này, mình thứ nhất là mình sẽ không lên được, cái thứ hai là đường nó trơn, đó là xe nó sẽ nghiêng qua bên này ngã qua bên kia, nó tuột qua bên này tuột qua bên kia là nó sẽ bị tai nạn đó. I hear about the story have one group Philippines more than 10 people they have accident here long time ago. It's police car. No, this is fire. Fire. Đó, thì là chủ nhật đó nha, là có rất là nhiều tai nạn luôn. Mà tại vì nó có rất là nhiều xe, mà xe đi lên đây á, đi trên cái đường băng nó không chạy được á mọi người. Nó trượt bên này, nó trượt bên kia. Nên là nó sẽ rất là khó luôn. Nên là đi ngày chủ nhật là không nên. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, nếu mà mọi người ở dưới đồng bằng á, ở dưới nhà mà ở dưới thấp á, mà bữa đó mà mưa hay là trời lạnh á, là cũng đừng nên đi luôn. Tại lên trên này mưa đó, đi lên trên này nó ở dưới mưa, trên này nó cũng mưa, thành ra tuyết á, nó vừa mưa mà nó vừa ướt mà nó vừa lạnh, mọi người sẽ không ra ngoài chơi được đâu. Phải đi cái thời tiết ngày hôm nay rất là đẹp luôn. Mà ngày hôm nay là Hana đi vào ngày thứ năm á, nên là ở trên này không có xe máy, chứ giống như lúc nãy á, lúc mà Hana xuống xe đó mọi người thấy không, vòng vòng có mấy chiếc xe thôi mà tuột lên tuột xuống, thì nói gì đi tới ngày chủ nhật nó đông xe không đi được đâu đó. Nên là mọi người cũng lưu ý cái ngày đi nha. Hello, bây giờ thì mình đã đi xuống ra tới biển rồi nha mọi người, mình về tới nhà rồi. Nhà mình ở bên kia đường thôi, chỉ cần băng qua đường thôi là tới biển rồi. Rồi đó. Thì sẽ quay vòng vòng biển cho mọi người xem nha. Đây, biển đây có đẹp không? Limassol. Đó, ở dưới biển bây giờ để coi thử coi là bao nhiêu độ nha mọi người nha. Để Hana coi thử coi bây giờ là bao nhiêu độ. Mười hai độ C nha.
12 độ C đối với người Nga thì người ta cũng có thể bơi đó mọi người. Với người Nga thì người ta cũng còn bơi được đó. Bên kia đường là chung cư mà Hana ở đó. Còn cái chung cư Eden là cái chung cư màu trắng trắng này nè đó, là cái shop massage của Hana nằm ở phía dưới chung cư đó. Thì trên cái chung cư Eden này nè, nó cũng rất là nổi tiếng luôn nha. Cái chung cư này giờ chỉ cần hỏi là bạn ở đâu, nói là Eden Beach là người ta biết liền đó, ai cũng biết hết. Thấy chưa, biển à. Thì 25 phút trước á, là mình đang ở 25 phút nửa tiếng trước á, là mình đang ở trên núi mình chơi tuyết không. Rồi nửa tiếng sau thì mình đi xuống dưới biển, mình đi dạo ở trên bãi biển. Thích lắm. Ở bên Xiết này nói thật thì mùa đông á, thì chỉ có là năm nay á, mùa đông năm nay á, thì thời tiết nó mưa nhiều. Nó mưa nhiều bởi vì á, mọi người có biết sao không? Là do mấy năm nay á, là do dịch Covid hoành hành á, nên là những cái nhà máy sản xuất đồ này kia, những cái khói bụi đồ này kia nó cũng giảm bớt nhiều đó. Cái hiện tượng nhà kính á, nó cũng giảm bớt nhiều, nên là thành ra thiên nhiên nó trở lại bình thường á mọi người. Nên là mấy năm trước á, là ở Xiết này đó là không có mưa đâu mọi người ơi. Mùa đông không có mưa, hạn hán dữ lắm. Nhưng mà năm nay mưa nhiều nên là cây cối rồi nó tốt lắm mọi người. Đất đồ nó cũng màu mỡ được chút. Nên là nói chung là thời tiết rất là đẹp. Nãy giờ từ đầu đến cuối video clip á, Hana không có chê được một cái gì hết. Bởi vì mọi người thấy nè, thời tiết bây giờ là mùa đông, bây giờ là tháng gần tháng 2 rồi đó. Mà nó ở dưới này chỉ có 12 độ thôi, còn ở trên kia có tuyết. Hồi nãy lúc mình trên kia là khoảng 6-7 độ đó, buổi tối thì nó mới xuống khoảng 0 độ, âm độ thì nó mới có tuyết. Còn ở dưới này thì mọi người thấy nắng rồi không. Nên là nếu mà so về cái thời tiết bây giờ, như hiện giờ Hana đang đi đây nè, đang ở dưới cái thời tiết này, thì nó giống như là ở Đà Lạt mình vậy mọi người. Đã lắm. Đang đi dạo ngoài biển nè đó. Biển ở phía sau. Hết không? Nên là ở bên đảo Xiết này nó cũng bé thôi. Từ cái thành phố này đi thành phố khác, đi tới thành phố khác thì chỉ cần lái xe khoảng tầm tiếng đồng hồ là mọi người đã đi tới rồi á. Nên là khi buổi sáng mình tắm biển, buổi trưa lên ngắm tuyết, thích đúng không? Bây giờ mình tới mình gẹo mấy con bồ câu này nữa cái mình về. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi, 5 phút nữa là 4 giờ chiều rồi. Có ngay gần ngay nhà của mình có cái nơi mà mấy con bồ câu nó hay ở. Hồi đó chiều á, Hana hay dẫn cái con Cherry của mình ra đây với mấy con bồ câu này chơi vui dữ lắm. Bữa nay thì cũng có một số chuyện hơi buồn tí xíu mọi người. Ở trên YouTube có một cái anh kia, anh bị thần kinh á. Thần kinh anh có vấn đề. Anh nói Hana là mày là một cái đứa mà làm dơ YouTube, làm bẩn YouTube thế này thế kia. Nếu mà ai theo dõi Hana từ trước tới giờ thì Hana chỉ quay cuộc sống của Hana ở đảo Xiết thôi, làm gì đâu mà dơ bẩn đảo Xiết hả. Nên là hơi buồn tí, nhưng mà kệ, mình đã lấn thân, mình đã dấn thân vô trong cái YouTube này thì mình cũng phải chịu thôi đúng không? Có người thích, có người không thích à. Thì bây giờ để coi cho mọi người coi mấy chim bồ câu này nha. Vậy này cho chim bồ câu ăn. Đừng có mổ tay tôi đi đó. Quá trời một câu luôn, đã ghê chưa. Ok, thì bây giờ Hana xin phép
dừng cái video clip này ở đây nha. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái hành trình ngày hôm nay lên núi xuống biển của Hana nha. Và đừng quên một lần nữa nhấn nút đăng ký, like, share, chia sẻ kênh YouTube để là những người đầu tiên nhận được những cái video clip mới nhất của Hana nha. Và bây giờ thì cảm ơn mọi người. Bye. Để quay qua, trước khi kết thúc cái video này, Hana quay qua bên kia cho mọi người tin là trời này vẫn còn người đi bơi nha. Rồi mọi người ngắm cái anh body 6 múi này, rồi xong rồi mình kết thúc cái video clip nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Đây, vẫn còn người bơi đây mọi người. Hả? Thấy chưa?